chuyện ấy được quá không kỳ. Không. Nói cái gì mà khó chịu quá trưởng luôn á. Nữa. Chị có thể nhiều chuyện được như vậy luôn á. Nó khó chịu đúng không? Nó nói to mà chị không hiểu nên cũng bực hơn ấy. Đuổi em tao ra ngoài. Chị có nghe cái vụ việc mà con cứ sóc ở ngoài Thanh Hóa không? Thì hôm qua lướt thấy. Nói chung là con đấy nó tự đạp đổ chén cơm của nó thôi nhé. Nó tưởng đồng được nổi tiếng thì nói theo cách khác. Tự nó up clip chứ cái đó là ai đâu biết mà up lên. Nó tưởng up lên sẽ được. Ý là tự nó up clip đúng không? Như khách chứ. Nó lên nó đánh giá 1 sao. Làm sức khác không? Làm gì nữa, ai mua được mà làm.
công an vô cuộc rồi, nó đưa hết đồ về rồi, nó đưa cả xe tải đồ về luôn mà, chắc nó cũng đốt à. Ý là công an nó đốt ấy. Hàng này chắc cũng hàng kiểu hàng Quảng Châu á, mà nó không có giấy tờ gì đấy, bọn nó thấy làm gì đóng thuế, thế là đi luôn. Đụng mua mạng xã hội thì chết thôi, sống gì nổi. Hết rồi. Ê hay nhỉ. Mà mặt thì đầy mụn mà mũi không có mụn luôn á. Còn ba kia thì mặt thì không có mụn mà mũi thì đầy mụn. Da chị vậy là quá đẹp rồi còn đòi cái gì nữa. Nó chậm dí rồi mà đẹp đẹp như ngoài vậy. Chậm dí chậm dí á. Trong dịch nó kinh dị lắm á. Dạ. Dạ. Dữ vậy hả chị? Xong rồi em bỏ hết tất cả những cái mà em bôi lên mặt đi em chị. Rửa mặt mới lại giữ gọn thôi á. Ừ. Chắc bà là đi thử cái gì chứ gì. Đúng không? Cười là biết. Hiểu chị quá. Dầu gội đầu mà còn thay hàng ngày mà. Không bữa cái tổ thích mùi thơm mặt đầy mụn này. Sao như phẩm phải hết hương liệu hả cô hai? Mỹ phẩm hương liệu vậy thì cứ ứng. Em gọi cái của The Body Shop đó chị. Của tự nhiên luôn đó mà em lại mọc hết mụn là ngay chỗ trên tóc. Mọc chân tóc em lại nghi nghi, em bảo đổi dầu gội đi mà không chịu sao không? Hai ba lần sau mới đổi, cái đổi cái nó hết mụn luôn. Để lại cái hậu quả của nó. Cái gì kỳ thế? Đau à? Rồi, xong rồi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người đi kì. Bye bye vậy đi kì.